cả ngươi vẫn chưa bị nhớ máu mà sao lại bỏ cuộc rồi? Ngươi vẫn còn sống có phải không? Vậy sao lại bỏ cuộc? Cả hai người các ngươi hãy dùng chính đôi tay của mình tháo gỡ những nút thắt để tìm đến sự thật. Sợi dây không màu được gọi là sự sống, bị lồng vào sợi dây nhuốm màu đỏ tươi được gọi là ánh mạng. Nhất định phải tháo gỡ chúng ra, vì đó là công việc của chúng ta, không phải sao? Sherlock Holmes, sao lại có đầy ghê?